Cô chào các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ đồng hành với các em trong chương trình vật lý lớp 8. Rồi, để học tốt môn vật lý lớp 8 thì các em cần chuẩn bị cho cô hai quyển sách và hai quyển tập. Hai quyển sách đó là quyển sách bài học và quyển sách bài tập. Và hai quyển tập, một quyển để ghi nội dung bài học và một quyển để là làm bài tập ở nhà. Vậy quyển ghi nội dung bài học là chúng ta ghi những cái vấn đề gì vào trong vở của chúng ta? Thứ nhất là các em sẽ ghi tựa bài, thứ hai các em ghi các tiêu đề và thứ ba là các em ghi nội dung bài. Vậy trong quá trình cô dạy online thì các em sẽ ghi nội dung bài với cái ký hiệu là cô ký hiệu bằng cái bàn tay cầm cây viết. Thì khi mà các em mở cái clip ra để các em nghe cô giảng, những cái phần nào mà cô ký hiệu cái bàn tay cầm cây viết thì các em sẽ ghi nhận vào trong vở cho cô. Và sau khi ghi nhận vào thì chúng ta sẽ học bài và giải quyết bài tập cô giao. Đến khi đi học chính thức thì sơ cô sẽ kiểm tra cái vở ghi của các em và cô sẽ lấy một cột điểm trong cái cuốn sổ điểm của cô. Do đó các em ghi cho đầy đủ và cẩn thận ha. Rồi, tiếp theo chương trình vật lý lớp 6 là chúng ta sẽ nghiên cứu cái chương trình vật lý lớp 8. Và cũng hai chương giống như vật lý lớp 6, đó là chương cơ học và chương nhiệt học. Vậy trong chương cơ học, chúng ta sẽ nghiên cứu các vấn đề gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu vào cái nội dung của cái bài học hôm nay. Và cái nội dung của bài học hôm nay là chúng ta sẽ cần giải quyết một cái vấn đề. Các em thấy cái hiện tượng này là hiện tượng trong tự nhiên, là mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây. Vậy người ta hỏi là có phải mặt trời chuyển động còn trái đất đứng yên hay không? Vậy để giải quyết được cái vấn đề này, chúng ta cùng nhau đi vào nội dung cụ thể của bài số 1, đó là bài chuyển động cơ học. Rồi, ghi tựa bài vào cho cô ha. Chúng ta đi vào phần số 1 La Mã. Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên? Câu C1. Làm thế nào để nhận biết một ô tô trên đường, một chiếc thuyền trên sông, một đám mây trên trời đang chuyển động hay đứng yên? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xét từng cái vật cụ thể. Cái ô tô. Vậy để nhận biết được cái ô tô trên đường đang chuyển động thì các em dựa vào cái gì nè? Dựa vào cái bánh xe, dựa vào cái động cơ, hay là chúng ta dựa vào cái cây bên đường để chúng ta so sánh với ô tô. Rồi tương tự chiếc thuyền và đám mây trên trời cũng như vậy. Chiếc thuyền thì chúng ta dựa vào vị trí của thuyền di chuyển so với cái cây, hoặc là đám mây trên trời thì chúng ta thấy là cái bóng râm. Vậy để biết một vật chuyển động hay đứng yên, trong vật lý người ta không dựa vào cái bánh xe chuyển động của ô tô, hay người ta không dựa vào cái động cơ nổ, mà người ta dựa vào cái vật để so sánh với cái xe, hay là so sánh với cái thuyền, hay là chúng ta so sánh với đám mây, và cái vật đó người ta gọi đó là vật móc. Vậy cái vật móc ở đây là gì nè? Vật móc ở đây là vật bất kỳ. Vật bất kỳ ở đây chính là nhà cửa, cây cối hoặc cột cây số. Vậy để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên thì các em chỉ một việc cho cô là so sánh vị trí của vật đó. Vậy vật đó chúng ta vừa mới tìm hiểu là gì? Chiếc xe, chiếc thuyền hoặc là đám mây trên trời, với vật khác được chọn làm móc. Như vậy lúc nãy cô có thể chọn cái cây làm vật móc, thì sau một khoảng thời gian cô thấy cái xe và cái cây đã thay đổi vị trí thì cô nói cái xe đang chuyển động. Hay là sau một khoảng thời gian cô thấy chiếc thuyền như vậy thay đổi sự vị trí so với cái cây thì cô cũng nói là chiếc thuyền chuyển động. Vậy chúng ta kết luận vật chuyển động là gì nè? Vậy vật chuyển động là khi vị trí của vật đó so với vật móc thay đổi theo thời gian thì ta nói vật đó chuyển động so với vật móc. Và cái chuyển động này được gọi là chuyển động cơ học, hay gọi tắt là chuyển động. Rồi, quan sát cho cô cái tình huống sau đây. Vật nào chuyển động so với vật nào? Nói rõ vật được chọn làm móc. Rồi, chúng ta nhìn cái hình là chúng ta thấy con ngựa như thế nào nè. Con ngựa này đang chạy.
Dạ, cái cây đứng yên cố định một chỗ. Vậy chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào? Con ngựa chuyển động so với cái cây. Rồi, quan sát cho cô cái hình tiếp theo. Nếu lấy con ngựa làm mốc thì cây có được coi là chuyển động hay không? Tại sao? Vậy chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần chuyển động. Nếu mà vị trí của vật thay đổi so với vật mốc theo thời gian thì chúng ta kết luận vật đó là chuyển động. Vậy bây giờ nếu cô lấy con ngựa làm vật mốc và cô thấy sau một khoảng thời gian mà cái con ngựa này nó đang chạy nè, sau một khoảng thời gian cái vị trí của con ngựa và cái cây thay đổi thì lúc này là cô nói là cái cây chuyển động, được coi là cái cây chuyển động. Rồi, qua cái phần chúng ta vừa tìm hiểu, giải quyết cho cô câu C2. Hãy tìm ví dụ về chuyển động cơ học, trong đó chỉ rõ vật được chọn làm mốc. Rồi, cô có thể lấy ví dụ như sau. Khi em học sinh đi vào cổng trường, thì em chuyển động so với cổng trường. Vậy trong trường hợp này, vật mốc là gì nè? Vậy vật mốc ở đây chính là cổng trường. Vậy so sánh cái gì với cổng trường? Ở đây là chúng ta so sánh là cái bạn học sinh. Cái bạn học sinh là từ cổng trường đi vào lớp. Thì sau một khoảng thời gian, các em thấy là cái bạn học sinh này thay đổi vị trí so với cổng trường. Nên chúng ta kết luận là bạn học sinh đó là chuyển động. Rồi, chúng ta giải quyết tiếp một cái câu nữa, đó là câu C3. Khi nào một vật được coi là đứng yên, hãy tìm ví dụ về vật đứng yên, trong đó chỉ rõ vật được chọn làm mốc. Vậy chúng ta đã biết vật chuyển động là khi vị trí của vật thay đổi so với vật mốc theo thời gian. Vậy đứng yên sẽ ngược lại với chuyển động. Vậy cô có thể phát biểu như sau: khi vị trí của một vật không thay đổi so với vật mốc theo thời gian thì cô kết luận là vật đó đứng yên. Vậy bây giờ cô sẽ tìm ví dụ về vật đứng yên, trong đó chỉ rõ vật được chọn làm mốc. Ví dụ là cô chạy xe trên đường. Bây giờ nếu cô là chọn chiếc xe làm vật mốc thì sau một khoảng thời gian cô ngồi trên xe, vị trí của cô và xe không thay đổi thì cô nói là cô đang đứng yên so với cái xe. Hoặc cô có thể lấy một cái ví dụ khác như sau. Người ngồi trên thuyền đang trôi theo dòng nước. Vậy vị trí của người đó ở trên thuyền là không thay đổi so với thuyền, nên là người đó ở trạng thái đứng yên. Sau một khoảng thời gian thì cái người này vẫn còn ngồi trên thuyền, nên là chúng ta kết luận là người này đứng yên so với thuyền. Rồi, từ đây chúng ta rút ra để chúng ta ghi nhận vào trong vở nè. Vậy để biết một vật là chuyển động hay đứng yên thì ta so sánh vị trí của vật đó so với vật mốc. Vậy vật chuyển động khi nào? Chúng ta sẽ trả lời như sau. Nếu vị trí của vật thay đổi so với vật mốc theo thời gian thì vật đó chuyển động. Ngược lại, nếu vị trí của vật đó không thay đổi so với vật mốc theo thời gian thì vật đó đứng yên. Lưu ý cho cô ở đây, vị trí thay đổi nghĩa là khoảng cách thay đổi. Rồi, như vậy các em sẽ ghi nhận vào cho cô cái phần này để các em học, để áp dụng giải quyết một số bài tập trong sách bài tập cho cô ha. Như vậy, giữa chuyển động và đứng yên có mối quan hệ như với nhau như thế nào? Chúng ta sang phần số 2 La Mã. Tính tương đối của chuyển động và đứng yên. C4. So với nhà ga thì hành khách chuyển động hay đứng yên? Tại sao? Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ở đây nè. Vậy cái vật nào là vật mốc? So với nhà ga thì hành khách. Vậy ở đây các em sẽ hiểu cho cô, chính vật mốc ở đây chính là nhà ga. Vậy lấy hành khách đem so sánh với nhà ga
Thì cái tàu này đang chuyển động, thì sau một khoảng thời gian thì cái toa tàu này nó sẽ rời khỏi nhà ga, có nghĩa là vị trí của nó thay đổi so với nhà ga. Thì chúng ta kết luận là hành khách chuyển động. Rồi, cũng từ cái hình này chúng ta sẽ giải quyết câu C5. So với toa tàu thì hành khách chuyển động hay đứng yên, tại sao? Vậy bây giờ vật mốc của chúng ta ở đây chính là toa tàu. Chúng ta so sánh hành khách với toa tàu. Mặc dù toa tàu chuyển động nhưng mà sau một khoảng thời gian thì chúng ta thấy là hành khách vẫn ngồi trên toa tàu. Vậy chúng ta sẽ kết luận là vị trí của hành khách và toa tàu không thay đổi theo thời gian. Nên chúng ta sẽ kết luận là hành khách đứng yên. Rồi, như vậy từ câu C4 và câu C5, chúng ta sẽ hoàn thành câu C6 cho cô. Hãy dựa vào các câu trả lời trên để tìm ra từ thích hợp cho các chỗ trống của câu nhận xét sau đây. Một vật có thể chuyển động. Vậy một vật trong trường hợp này đối với câu C4 và C5 chính là hành khách có thể chuyển động. Vậy nãy câu C4 chúng ta sẽ tìm hiểu là hành khách chuyển động so với nhà ga. Vậy nhưng lại đối với vật khác ở đây chính là toa tàu. Vậy những từ ở đây chúng ta sẽ điền được là một vật, hay cô nói lại cái câu C4 và C5 nè. Hành khách có thể chuyển động so với nhà ga nhưng lại là đứng yên đối với toa tàu. Hay nói một cách khác, đây chính là cái câu kết luận. Một vật có thể chuyển động đối với vật này nhưng lại là đứng yên đối với vật khác. Vậy trong trường hợp này cô nói là chuyển động và đứng yên có tính tương đối. Nhớ cho cô ha. Rồi, từ cái nội dung của câu C6 hoàn thành cho cô câu C7. Hãy tìm ra ví dụ khác để minh họa cho nhận xét trên. Rồi, cô có thể cho ví dụ như sau. Người đi xe ô tô. Nếu cô lấy cái người đó, cô so sánh với cái cây bên đường, thì người đó sẽ chuyển động. Ví dụ như cái em đi học bằng xe đạp. Nếu mà so sánh với cái nhà của cái em, thì sau một khoảng thời gian, thì cái em rời khỏi nhà, thì cái cô kết luận là cái em chuyển động. Nhưng nếu cô chọn cái xe của cái em làm vật mốc trong trường hợp tiếp theo, thì sau một khoảng thời gian cái em đi học, thì cái em vẫn ngồi trên xe đó khi mà chúng ta chưa đến trường, thì vị trí của cái em và xe không thay đổi, thì cô nói là cái em đang đứng yên. Vậy ở đây là người đi xe ô tô so với cây bên đường thì người đó chuyển động, nhưng so với ô tô thì người đó đứng yên. Vậy vì thế người ta nói chuyển động và đứng yên có tính tương đối. Rồi vậy chúng ta ghi nhận cái nội dung này và học thuộc cho cô ha, để áp dụng làm bài tập. Một vật có thể chuyển động đối với vật này nhưng lại là đứng yên đối với vật khác. Ta nói chuyển động hay đứng yên có tính tương đối. Qua cái phần nội dung chúng ta vừa tìm hiểu phần lý thuyết, thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề đặt ra ở đầu bài. Đó là cái vấn đề là mặt trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây. Như vậy có phải là mặt trời chuyển động còn trái đất đứng yên hay không? Vậy để giải quyết được vấn đề này thì cái công việc đầu tiên của các em là các em phải chọn được vật làm mốc cho cô. Vậy ở đây cô có thể chọn cái vật mốc là gắn với trái đất. Như vậy vật mốc gắn với trái đất ở đây là gì nè? Cô có thể chọn núi hoặc cô có thể chọn cây cối. Như vậy sau một khoảng thời gian từ sáng đến chiều thì mặt trời thay đổi vị trí so với là trái đất, hay nói một cách chính xác hơn đó là núi, cây cối. Vì vậy chúng ta có thể kết luận là mặt trời chuyển động khi lấy trái đất làm mốc. Rồi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua cái phần tiếp theo, đó là phần ba la mã, một số chuyển động thường gặp. Quan sát ba hình vẽ này cho cô.
Hãy cho biết dạng chuyển động của một vật trong số các trường hợp sau. Máy bay đang bay. Vậy chúng ta đã thấy máy bay rồi nè. Máy bay đang bay là chuyển động thẳng. Quả bóng bàn. Các em thấy người ta đánh bóng bàn đó là chuyển động. Đồng. Rồi, đầu kim đồng hồ nhà bạn nào cũng có ha. Cái đồng hồ treo tường thì chúng ta quan sát cái đầu kim đồng hồ là chuyển động tròn. Vậy trong quá trình chuyển động của tất cả các vật, nó vạch ra một cái đường và cái đường nó chuyển động, người ta gọi đó là quỹ đạo của chuyển động. Và có ba loại chuyển động mà chúng ta thường hay gặp và cô vừa mới giới thiệu cho các em biết, đó là chuyển động thẳng, chuyển động cong và chuyển động tròn. Rồi, chúng ta ghi nhận ba cái dạng chuyển động này vô cho cô ha. Rồi, chúng ta sang phần 4 là mã vận dụng. Câu C10. Mỗi vật trong hình 1.4 chuyển động so với vật nào, đứng yên so với vật nào? Rồi, một là ô tô đang chạy, hai là người lái xe, ba là người đứng bên đường, bốn là cây cột điện. Vậy giờ nếu cô lấy ô tô thì cô sẽ so sánh với ba trường hợp còn lại, đó là người lái xe, người bên đường và cây cột điện. Vậy các em thấy nếu cô chọn ô tô để so sánh với ba trường hợp còn lại, nếu cô so sánh với người lái xe thì ô tô sao so với người lái xe? Sau một khoảng thời gian chạy thì các em thấy là ô tô và người lái xe không thay đổi vị trí. Vậy cô nói là ô tô đứng yên so với người lái xe. Rồi, người đứng bên đường, các em thấy là cái xe này nó đang chạy thì cái ô tô sau một khoảng thời gian là vị trí của nó thay đổi so với người đứng bên đường, nên cô kết luận là ô tô chuyển động. Vậy so sánh ô tô với cây cột điện, vậy sau một khoảng thời gian là ô tô cũng thay đổi vị trí so với cây cột điện, vậy cô nói ô tô chuyển động. Rồi, tương tự như vậy, người lái xe. Bây giờ người lái xe đem so sánh với ô tô, người bên đường và cây cột điện. Vậy người lái xe mà cô so sánh với ô tô thì người lái xe không thay đổi vị trí so với ô tô. Vậy cô nói người lái xe là đứng yên. Nhưng mà nếu chúng ta lấy cái người lái xe đem so sánh với cây bên đường hoặc cây cột điện đó, thì vị trí của người lái xe sẽ thay đổi so với cây cột điện. Thì chúng ta kết luận là người lái xe chuyển động. Rồi, còn người đứng bên đường. Nếu người lái xe so sánh với người đứng bên đường thì người lái xe cũng thay đổi vị trí so với người đứng bên đường, nên chúng ta kết luận là người lái xe là chuyển động. Rồi, tương tự như vậy chúng ta sẽ hoàn thành cái bảng sau đây. Các em nhìn vào cái bảng này cho dễ hiểu ha. Ô tô đứng yên so với người lái xe, chuyển động so với người đứng bên đường, chuyển động so với cây cột điện. Người lái xe đứng yên so với ô tô, chuyển động so với người đứng bên đường và chuyển động so với cây cột điện. Còn người đứng bên đường thì chuyển động so với ô tô, tại vì vị trí của người đứng bên đường và ô tô thay đổi sau một khoảng thời gian. Do đó chúng ta sẽ kết luận là chuyển động. Rồi, người đứng bên đường chuyển động so với người lái xe và đứng yên so với cây cột điện. Tại vì cái người đứng bên đường đó sau một khoảng thời gian thì vị trí của người đó là với cây cột điện không thay đổi, nên người đó đứng yên. Cây cột điện chuyển động so với ô tô, chuyển động so với người lái xe và đứng yên so với người đứng bên đường. Cái người đứng bên đường này các em lưu ý cho cô là họ đứng yên bên đường ha, họ không có di chuyển. Rồi, câu cuối cùng C11. Có người nói khi khoảng cách từ vật tới vật mốc không thay đổi thì vật đứng yên so với vật mốc. Là chúng ta vừa tìm hiểu phần lý thuyết ở trên. Nhưng bây giờ tiếp nè. Theo em nói như thế có phải lúc nào cũng đúng hay không? Hãy tìm ví dụ minh họa cho lập luận của mình. Rồi, quan sát. Các em thấy chuyển động của kim đồng hồ không nè? Chuyển động của kim đồng hồ là chuyển động tròn. Như vậy nếu cô xét chuyển động của đầu kim đồng hồ so với cái chốt thì sau một khoảng thời gian
vị trí của nó là không thay đổi, nên là trong trường hợp này là không phải lúc nào cũng đúng. Rồi, cô có cái bài tập củng cố sau đây. Và cô đã bấm và nó đã cho ra đáp án rồi ha. Vậy các em quan sát lại đáp án và tự giải thích cho cô nha. Vậy câu tiếp theo, thế nào là chuyển động cơ học? Thế nào là đứng yên? Cho ví dụ minh họa. Rồi, cái phần này là chúng ta đã ghi nhận hết vào trong vở của mình rồi. Và ví dụ cô cũng đã cho rồi. Các em xem lại cái phần lý thuyết và ví dụ cho cô ha. Rồi, câu số 3, tại sao nói chuyển động và đứng yên có tính tương đối? Cho ví dụ. Rồi, nó cũng có trong vở của chúng ta rồi. Các em tự tìm hiểu lại cho cô và cũng có ví dụ. Rồi, cô cho các em đáp án để các em tự quan sát ha. Rồi, tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. À, lưu ý cho cô nói lại nè. Ghi bài cho hoàn chỉnh, ghi cho đầy đủ. Sau khi mà chúng ta đi lên trường chúng ta học trực tiếp thì cô sẽ kiểm tra cái vở ghi bài của các em và cô sẽ lấy một cột điểm vào trong sổ điểm của cô. Do đó là các em ghi lần thứ nhất trong quá trình các em nghe cô giảng bằng cái clip này, nếu ghi lần thứ nhất chưa có kịp thì chúng ta có thể nghe lại lần thứ hai, lần thứ ba để chúng ta ghi nhận lại. Và để ghi cho cái kịp bài thì các em lưu ý cho cô là đến cái chỗ nào mà mình ghi á, nếu mà không kịp thì mình phải sẽ bấm cho cái clip này nó dừng lại để cho các em ghi rồi cho dễ dàng hơn. Rồi, cô chúc các em học tốt. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc.